Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và VIP phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay ở phần 2 là mã, phần 1 là mã và phần 2 là mã phần 1 nhỏ rồi đúng không nào? Nói về cái tính chất của phân thức thì em nhớ rằng là tử nhân bao nhiêu thì mẫu nhân bấy nhiêu, chia cũng vậy thôi, nhớ chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái phần 2, đó chính là phần ứng dụng, tại vì cái phần này nó khá là quan trọng ở cái phần mà quy đồng anh em. Nên là thầy cắt clip ra để thầy quay để cho nó dễ học, dễ hiểu nha. Bây giờ chúng ta đi sang phần A là rút gọn phân thức. Ta đi sang hoạt động 4 này. Cho phân thức này, tìm nhân tử chung của tử và mẫu. Nhân tử chung nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải đi tìm giùm thầy cái số. Nói về hệ số này, ví dụ 4 với 6 thì xem thử là 4 và 6 này nó chia được cho bao nhiêu. Hay nói cách khác, chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Như vậy 4 và 6 thì cái số nhỏ nhất mà nó chia được đó chính là số mấy em? Đó chính là đây, phương y 6x phương y. Thì nó cái số, nói về hệ số thì số 4 và số 6 nó chia được đó chính là số 2. Đúng không? Ở đây có x bình phương. Ở đây có x. Thì các em nhớ rằng là phải chia với số mũ nhỏ. Nhỏ chứ chúng ta không chia số mũ lớn. Ở đây x mũ 2 mà đây x mũ 1 thì chúng ta nên chia ở đây cho x mũ 1. Chứ chúng ta không được chia cho x mũ 2. Các em hiểu không? Ở đây y mà đây y mũ 2 thì chúng ta chia y mũ 2 chia y mũ 1. Chúng ta phải chia y mũ 1 chứ không được chia y mũ 2. Như vậy đây là y và đây là y. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chia cho gì các em? Chia cho 2xy. Các em hiểu chưa? Ok. Như vậy thì khi chúng ta chia thì chúng ta lấy 4 chia 2 thì kết quả đây bằng 2. X bình phương chia x thì ra được x, y chia y hết. 6 chia 2 bằng 3, x chia x hết, y bình phương chia y là y bằng y ở đây. Như vậy kết quả chúng ta này. Tìm nhân tử chung thì ở đây á, đó chính là, các em nhớ thầy đây chính là 2xy nha. Đây chính là 2xy. Tìm phân thức nhận được khi, đây là chúng ta thực hiện ở đây, câu B này. Đây là câu B nha. Xong rồi đó. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy chỗ này vô. Khi chia tử mẫu cho một nhân, khi chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng để thực hiện đơn giản thì cách làm đó được gọi là rút gọn phân thức. Như vậy chúng ta đã làm như này, gọi là rút gọn phân thức này. Rút gọn nghĩa là từ dài này. Các em thấy từ dài về ngắn không? Về ngắn này. Nhận xét muốn rút gọn phân thức ta có thể làm như sau. Bước 1, phân tích tử và mẫu thành nhân tử nếu cần, tìm nhân tử chung và tử đó chia nhân tử chung đó. Cái này thì cái việc mà đây em nhìn này, thầy phân tích cho em xem này. X bình phương cộng 2x trên x bình phương cộng 4x cộng 4. Ở đây chúng ta thấy trên tử nó sẽ đặt cái gì ra chung? Đặt x ra chung, bên trong còn là x cộng 2. Ở dưới mẫu đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 2 chiều nghịch ha. Cái dạng là a bình cộng 2ab cộng b bình. Như vậy số 4 này chúng ta sẽ viết trở thành là 2 mũ 2. Nhưng mà chúng ta viết trở thành là x cộng 2 tất cả mũ 2. Thì ở đây chúng ta thấy đây có x cộng 2 mũ 1 mà đây có x cộng 2 mũ 2 thì chúng ta sẽ rút gọn thằng này với 1. Tại vì x cộng 2 tất cả mũ 2 thì nó sẽ bằng là x cộng 2 nhân x cộng 2, đúng không? Bây giờ chúng ta rút gọn đây, rút gọn đây thì dưới mẫu này sẽ còn là x cộng cộng 2 ở đây. Đây. Thấy chưa? Ở đây chúng ta đặt chung ra thôi, đặt chung ta rút gọn ở đây và ở đây. Ở đây với lại một cái này là xong. Bây giờ thầy sẽ làm cho em ở cái phần luyện tập 4 nha. Làm chỗ đây để cho em xem luôn này. Ở đây giữa số 8 và số 4 ta đặt số 4 ra chung. Ở đây x bình phương với x ta đặt x ra chung. Bên trong còn lại đây là 8 chia 4 thì nó còn lại là 2. X bình phương chia x là còn lại x cộng. Ngay chỗ đây 4x, 4x ra bên ngoài rồi thì hệ số còn lại nó sẽ là số mấy? Số 0 hay số 1 em? Đó chính là số 1 nha, số 1. Ở đây là 1 trừ 4x. 1 trừ 4x mà ở đây các em thấy này. Đây là 2x cộng 1. Bây giờ 1 trừ 4x chúng ta phải quay ngược trở lại trở thành là 4x bình phương trừ 1. Bằng cách nào? Bằng cách thêm dấu trừ đằng trước thì nó mới quay lại được. Như vậy bây giờ thầy sẽ quay lại, thầy thêm dấu trừ đằng trước. Ngay lập tức cái này quay lại trở thành 4x bình phương trừ 1. Để chúng ta áp dụng vận dụng hàng đẳng thức ha. Tới đây đáng lẽ thầy sẽ làm ở đây, nhưng mà hết giấy nên thầy sẽ làm xuống dưới đây nha.
vẫn là 4x 2x cộng 1. Bây giờ chúng ta đưa về hàng đẳng thức trở thành là 2x bình phương trừ 1 bình phương bằng tiếp 4x, đây là 2x trừ cộng 1 trừ cái dấu trừ đấy chúng ta, rồi thôi cứ để đây đi, tí nữa chúng ta đưa lên trở thành là 2x cộng 1 nhân cho 2x trừ 1. Kết quả ở đây dấu trừ đưa lên trở thành là âm 4x trên cho 2x trừ 1 xong. Đã nghe nha, bỏ cái đây đi, bỏ cái bước đây đi, đây là thầy giảng thôi. Cái dấu bằng này là bắt đầu tiếp tục viết ở đây nè. Hiểu không? Rồi, ta đi sang câu B nha. Câu B. Ở thầy gấp giấy kìa. Hết giấy. Câu B ở đây là x mũ 3 trừ xy bình phương trên cho 2x bình phương cộng 2xy. Ở đây chúng ta đặt cái gì chung em? Ta đặt x ra chung. Bên trong còn lại là x bình trừ y bình đúng không? Đúng chưa? Ở đây chúng ta đặt 2x ra chung. Bên trong còn lại là x x thôi các em, cộng y. Ở trên tử chúng ta lại có hàng đẳng thức số 3. Chúng ta đưa về x trừ y nhân x cộng y. Trên đây cho 2x cho x cộng y. Như vậy thằng này rút gọn thì nó sẽ ra được là, đúng không? Như vậy x với x này hết, trên tử nó còn là x trừ y. Chữ mẫu nó còn là số 2 này. X với x này hết nha, x cộng y với x cộng y này hết, nó còn lại là x trừ y chia 2. Đó. Xong câu B các em nha. Hiểu chưa? Rồi, ta đi sang ở trang tiếp theo. Ta đi sang ở phần B các em, đó chính là quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Phần này mới là phần khó nè các em nha. Thầy nói lại là cái phần này là phần khó, nên chúng ta cần phải chú ý tập trung chứ nó không có dễ nha. Phần này thầy nói trước là phần khó. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái hoạt động 5 này, cho hai phân thức ở đây, hãy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với y và nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với x. Như vậy thì ở câu A đó, câu A thì chúng ta có này 1 phần x bình phương y, ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu. Nhân cả tử và mẫu với gì? Ở đây là nhân với y đúng không? Bằng ở đây là y trên cho x bình phương y bình phương. Còn thằng này là nhân với x đúng chưa? X chia cho x bình phương y. Rồi, câu B. Nhận xét gì về mẫu của hai phân thức thu được? Thì em thấy mẫu nó giống nhau không? Giống nhau. Giống nhau này, x bình phương y bình phương, ở đây x bình phương y bình phương. Như vậy thì mẫu của hai phân thức thu được giống nhau. Đó chính là điều là x bình phương y bình phương. Như vậy thì sau này chúng ta sẽ nói x bình phương y bình phương đây chính là gì? Đây chính là mẫu thức chung. Mẫu thức chung, cái này này, x bình phương y bình phương nó gọi là mẫu thức chung, em nhớ nha. Cũng chúng ta phải nhớ lại cái chỗ mà quy đồng phân số em, nghĩa là chúng ta phải đi tìm cái mẫu chung, và để đi tìm mẫu chung thì chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất nghĩa là cái số đó phải chia hết cho các cái mẫu còn lại và phải là nhỏ nhất. Ta hiểu không nào? Ta ghi thầy phần này vô. Rồi. Đọc nhiều quá thầy mệt em. Chúng ta nó có sẵn không ta đọc nha. Nhận xét này. Mẫu thức chung này. Quy tắc này. Rồi. Tìm mẫu thức chung này, các em nhìn này, ở đây thầy sẽ làm cho các em xem này. Để tìm mẫu thức chung đúng không? Để đi tìm mẫu thức chung thì chúng ta phân tích các cái mẫu ra các em. 2x cộng 6 bằng này. Ta đặt số 2 ra chung, bên trong còn lại là x cộng 3 này. Đúng không? X bình phương trừ 9 chúng ta sẽ phân tích trở thành là x cộng 3 nhân x trừ 3. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chung và riêng. Nhớ cách tìm bội chung nhỏ nhất thì chúng ta phải tìm thừa số chung và riêng.
Như vậy chung ở đây đó chính là x cộng 3, còn riêng đó chính là 2 với lại x trừ 3. Như vậy thì cái mẫu thức chung của chúng ta, nhớ này, chung của chúng ta, chung nghĩa là giống nhau, nghĩa là x cộng 3, còn riêng của chúng ta đó chính là 2. Nhưng mà x cộng 3 này chúng ta lấy một lần thôi, chứ chúng ta không được lấy hai lần. Như vậy chung của chúng ta là x cộng 3, còn riêng đó chính là 2 với lại x trừ 3. Như vậy tổng thể lại đó chính là 2 nhân cho x cộng 3 nhân cho x trừ 3. Tại vì sao đây chính là mẫu thức chung? Tại vì cái mẫu thức này á, nó chia hết cho thằng này và chia hết cho thằng này. Nghĩa là sau này chúng ta sẽ đi tìm một bước nữa là đi tìm thừa số phụ. Thừa số phụ. Phải làm cho cái em ở phần này quy đồng luôn để các em hiểu nha. Chúng ta phải lấy cái mẫu thức chung này này. Chúng ta chia lần lượt cho từng mẫu. Mẫu thức chung này. Chúng ta chia lần lượt cho từng mẫu. À. Như vậy ở đây chia đây thì các em thấy hàng này hết, nó còn lại x trừ 3 này. Còn lấy này chia này nó bằng 2 này. Như vậy cái chỗ x trừ 3 và số 2 này thầy đóng khung, nó chính là thừa số phụ. Và chính thừa số phụ này chúng ta sẽ lấy thừa số phụ này nhân cho cả tử và mẫu cho anh đây. Và lấy số 2 này nhân cho cả tử và mẫu bên đây. Thì nó sẽ ra được cái mẫu nó giống nhau. Khi mà giống nhau rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cộng trừ hai phân thức là rất là đơn giản. Chúng ta hiểu chưa? Khi chúng ta hiểu được một cái mà thầy phân tích trên một ví dụ như vậy thì nó rất là dễ hiểu luôn. Như vậy thì cái đề, cái yêu cầu đây là ở chỗ này nè em này. Còn cái chỗ này thầy mở rộng thêm thôi nha. Đây. Thấy chưa? Ok. Rồi, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bước này. Bộ chung nhỏ nhất em thấy bộ chung nhỏ nhất không? Hệ số ở đây nghĩa là đây chính là 1 này. Trong đây người ta nhìn làm cái bảng thì cũng dễ hiểu, nhưng mà thầy nói nó dễ hiểu hơn. Ở đây hệ số đây 2 và đây 1, thì bộ chung nhỏ nhất của 2 với 1 thì chúng ta sẽ chọn đó chính là số mấy? Đó chính là số 2. Đó chính là số 2, tại vì số 2 chia hết cho 2 và số 2 chia hết cho 1. Chung đó chính là x cộng 3. Riêng ở đây, nói chung và riêng nó dễ hiểu hơn em. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi làm cái hoạt động 7 em nha. Bây giờ ở hoạt động 7 người ta yêu cầu các em quy đồng mẫu thức hai phân thức đúng không? Hai phân thức. Như vậy thì ở đây để quy đồng người ta làm như sau này. Ở đây người ta đã làm nhưng mà thầy sẽ phân tích cho các em hiểu này. Thầy sẽ làm thì các em sẽ dễ hiểu hơn nha. Chúng ta sẽ phân tích cái mẫu để chúng ta đi tìm mẫu thức chung với đã. Ở đây người ta đặt x ra chung. Bên trong còn là x cộng 1 này. Đúng không? Ở đây x bình phương trừ x. Thì chúng ta cũng đặt x ra chung, bên trong còn là x trừ 1. Bây giờ chúng ta thấy cái nào giống nhau? Mẫu thức chung này. Có x này giống nhau, chúng ta viết lại một lần thôi. Bây giờ chúng ta viết khác lại nha. X cộng 1 x trừ 1. Để mà quy đồng á thì chúng ta sẽ làm các bước này này. Em nhìn này. Ở đây là một phần x mũ 2 cộng x bằng 1 trên cho x mũ 2 trừ x bằng. Em nhìn này. Ở đây chúng ta nên viết cái mẫu chung ra. Ta viết cái mẫu thức chung ra ở đây. X nhân x cộng 1 x trừ 1 x nhân x cộng 1 nhân x trừ 1. Bây giờ này, nghe thầy nói em dễ hiểu hơn tí, thầy sẽ lật qua phía bên kia. Chúng ta cứ làm các bước như thế. Bước đầu tiên ta đi phân tích mẫu và đi tìm mẫu thức chung được chưa nào? Cái này chúng ta đã biết đúng không? Bây giờ sau đó chúng ta sẽ ghi bao nhiêu phân tích thì chúng ta ghi lại. Ta cứ ghi lại, mạnh dạn ghi lại. Rồi, giờ nhưng mà trong quá trình ghi á thì khi mà chúng ta viết ra thì chúng ta nghe chỗ đây chúng ta phải điền là mẫu thức chung nha. Bây giờ chúng ta lấy mẫu thức chung này này, chia cho cái mẫu này. Chia cho mẫu này này. Mà cái mẫu này á khi chúng ta phân tích nó trở thành là x nhân cho x cộng 1 này. Như vậy lấy cái này chia cho cái này. Lấy cái này này chia cho cái này thì nó còn là x trừ 1. Như vậy trên tử chúng ta là số 1 đúng không? Nhân này cho x x gì em? X trừ 1. Đây chỗ đây là chỗ trừ này, x trừ 1 này. Còn đây số 1
Ở trên tử bao nhiêu thì các em cứ ghi lại nhân này. Ở tử là một nhân, ghi nhân này. Lấy thằng này chia thằng này, lấy thằng này chia thằng này, mà thằng này đó chính là x trừ 1 thì chứng tỏ khi ta chia nó còn lại x cộng 1. Đó, xong. Thế thôi. Hiểu chưa? Đó, cách làm là như vậy nha, xem thử người ta làm rồi nè. Đây. Mẫu thức chung có giống giống như nãy thầy làm không? Hiểu chưa? Tìm nhân tử phụ này. Cái bước tìm nhân tử phụ hồi nãy thầy cũng đã nói ở trong cái bài kia rồi. Lấy này chia này ra được x trừ 1 này. Điều nó làm hơi phức tạp, nó dài dòng lắm em. Nhưng mà bây giờ này, đây, cứ không cần bỏ qua cái bước 2 đi. Bỏ bước 2 chúng ta làm trực tiếp vào trong bước 3 này luôn. Chúng ta ghi lại như này, sau đó các em ghi mẫu thức chung. Chúng ta lấy mẫu này chia cho cái mẫu này. Lấy cái này chia cho cái này này. Lấy cái này chia cho cái này để đi tìm mẫu thư số phụ. Đây đáng lẽ phải ghi số 1 nhân này, x trừ 1 này. Đó, đây đáng lẽ 1 nhân ở đây. Để ví dụ như ở đây là 1 thì bằng đây, chứ nếu như ví dụ đây là số 2 chẳng hạn thì ngay chỗ đây chúng ta phải ghi lại số 2. Ta hiểu chưa? Cách làm ta là như vậy. Nhận xét này. Bước 1, bước 2, bước 3. Tìm nhân tử phụ. Nhân cả tử và mẫu của một phân thức để cho nhân tử phụ à. Dễ lắm em. Cực kỳ dễ luôn. Phần ví dụ chúng ta xem nha, thầy sẽ làm cho các em ở cái phần luyện tập 5 này. Câu A này. 5 trên cho 2x bình phương y mũ 3 và 3x y mũ 4 này. Đúng không? Thì ở đây em thấy là mẫu thức chung này. Cái này không có phân tích, cần phân tích tại vì nó không phải là một cái đa thức nhiều cái đơn thức, mà đây chỉ là một các cái đơn thức thôi. Bây giờ hệ số đây người ta không ghi, nghĩa là số 1 đây số 2 thì mẫu chung là số 2 này. X mũ 2 với x mũ 1 thì chúng ta phải lấy cái lớn nha. Khi đi tìm mẫu thức chung ta phải lấy cái lớn chứ không phải lấy cái nhỏ. Phải lấy mũ lớn nha. Ở đây mũ 2 và đây mũ 1 thì chúng ta phải lấy mũ 2. Tại vì x mũ 2 chia được x mũ 2 và x mũ 2 chia được cho x. Chứ nếu ở đây chúng ta lấy x, nếu ở đây chúng ta lấy x vào đây thì x nó không chia được cho x mũ 2. Các em hiểu không? Ở đây y mũ 3 và y mũ 4 thì theo em ta lấy y mũ mấy? Chúng ta phải lấy cái lớn là y mũ mấy, là y mũ 4. Các em hiểu không? Bước 1 này, bước 2 này, nhân tìm nhân tử phụ này. Làm bài bản em nha, tìm nhân tử phụ. Tìm nhân tử phụ thì chúng ta lấy cái mẫu chung đây này. Chúng ta chia cho mẫu thứ nhất. Chúng ta lấy cái mẫu này này, mẫu thức chung này này. Chúng ta chia cho mẫu thứ hai. Rồi. 2 chia 2 bằng 1, x mũ 2 chia x mũ 2 hết, y mũ 4 chia y mũ 3 thì cái này bằng y. 2 chia 1 thì bằng 2. X mũ 2 chia x là bằng x, x mũ 4 chia y mũ 4 chia y mũ 4 hết. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng. Bây giờ chúng ta sẽ ghi hai thằng này lại. 5 phần 2x mũ 2 y mũ 3 sẽ bằng 3 trên x y mũ 4 bằng. Bây giờ bằng cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ ở đây thừa số phụ của cái phân thức này này. Cái phân thức này thì chúng ta nhìn vào cái mẫu này này thì nó chính là y. Thừa số phụ của nó là y thì chúng ta lấy y này nhân cho. Chúng ta lấy y này này, chúng ta nhân cả tử và mẫu với cái thằng này. Như vậy chúng ta lấy 5 nhân ở đây. Nhân ở đây là nhân với thừa số phụ này. Tương tự như vậy, ở đây bằng tí nữa bằng sau. Thừa số phụ, ở đây, cái mẫu này các em nhìn cái mẫu này x y mũ 4 này, x y mũ 4 thì thừa số phụ nó chính là 2x. Thì đây em nhân ở đây cho 2x, đây cho nhân cho 2x. Nhân vô đây sẽ trở thành là 5y trên cho 2. Đây chính là cái mẫu thức chung luôn. 3 nhân 2 là bằng 6x. Y mũ 4. Rồi. Xong. Câu A. Vậy thôi. Không sót một bước, đầy đủ 3 bước cho các em. Hiểu chưa? Rồi, ok. Được không? Quá dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu B nha. Câu B đây các em. 3 trên cho 2x bình phương trừ 10x và 2 trên x bình phương trừ 25
thầy cũng làm đầy đủ 3 bước cho các em khỏi cần sợ giáo viên trên trường gì cả, mà cứ thế mà làm nha. Bây giờ chúng ta tiến hành phân tích đề. Chúng ta phải tiến hành phân tích đề vì nè 2x bình phương trừ 10x. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung? Có phải đặt 2x ra chung không? Cái việc mà bây giờ đặt chung như này là chúng ta được học ở chương trình chương 1 rồi, không cần phải nói nhiều nữa đúng không nào. Như vậy ở đây nó sẽ còn là x. Các em mà không đặt được cái này là thầy bó tay ạ. Tới bây giờ là không có ai rảnh mà ngồi phân tích tại sao nó là 2x rồi trong đây nó là x trừ 5, không ai thời gian đó nữa đâu các em nha. X bình phương trừ 25, đây chính là hạng thức số mấy? Đây chính là hạng thức số 3 chiều thuận ha. Ta đưa về là x trừ 5 nhân cho x cộng 5. Như vậy thì cái mẫu thức chung của chúng ta này, bây giờ chung là gì? Chung là x trừ 5. Riêng là 2x và x cộng 5, như vậy chúng ta chung lại đó chính là 2x nhân cho x trừ 5 nhân cho x cộng 5. Xong. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thừa số phụ ha. Tìm thừa số phụ, tìm nhân tử phụ đấy. Nhân tử phụ bằng cách nào? Bằng cách lấy cái mẫu chung đây này, chia cho cái mẫu này, chia cho cái mẫu này, mà cái mẫu này đã chính là cái thằng này. Như vậy chúng ta chia cho 2x nhân x trừ 5 bằng. Tiếp tục lấy cái mẫu chung này này, chia cho cái gì? Chia cho cái mẫu này, chia mẫu thứ hai này. Đây là mẫu thứ nhất là chúng ta phân tích ra đây. Ở đây là cái mẫu thứ hai, cái mẫu thứ hai ở đây thì chúng ta phân tích ra đây, thì chúng ta sẽ chia ở đây. Hiểu các bước làm cho các em. Bây giờ chúng ta lấy cái này chia cái này thì 2x với 2x thì hết, x trừ 5 x 5 nó còn là x cộng 5 này. Thằng này chia thì chắc chắn nó còn là 2x, ai cũng thấy đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành quy đồng. Ta tiến hành quy đồng. Giờ chúng ta ghi cái này lại. 3 trên cho 2x bình phương trừ 10x. Nó sẽ bằng là 3 trên, ở đây chúng ta ghi lại là 2x nhân cho x trừ 5 bằng 2 trên cho x bình phương trừ 25 sẽ bằng 2 trên cho x trừ 5 nhân cho x cộng 5 bằng thì bây giờ bằng cái gì? Chúng ta sẽ nhân với thừa số phụ. Thừa số phụ của cái mẫu này này đó chính là x cộng 5. Ta lấy tử và mẫu nhân x cộng 5. 3 nhân ở đây cho x cộng 5, đây 2x nhân cho x trừ 5 nhân cho x cộng 5 đó. 2 nhân x trừ 5 nhân cho x cộng 5. Bây giờ thừa số phụ của nó đây chính là 2x, đây chính là 2x, đây 2x. Như vậy kết quả ở đây ra được là gì? 3x cộng 5 trên 2x x trừ 5 nhân x cộng 5. Xong. Đây 2 nhân 2 là 4x trên đây cho 2x x trừ 5 nhân x cộng 5. Xong. Đó. Cái câu B nghe, làm không thiếu một bước nào cả, cực kỳ đầy đủ. Cái này quy đồng thì chúng ta làm như vậy, nhưng mà trong quá trình làm mà qua cái bài mà phép cộng và phép trừ phân thức á, thì chúng ta không cần phải làm bước này. Ta không cần làm bước này mà chúng ta làm một phát ráp vô là làm luôn á nha. Nói trước. Hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Ta đi sang ở phần 3 nha. Đó chính là cái điều kiện xác định cái điều kiện xác định của phân thức. Cho phân thức tìm giá trị của x sao cho mẫu, cho mẫu x trừ 2 khác không? Vâng. Người ta yêu cầu là tìm giá trị của x sao cho mẫu này khác không, nghĩa là cái phân này này. Như vậy x trừ 2 khác không thì chúng ta suy ra x này phải khác mấy? X nó phải khác 2. Vậy ta kết luận vậy, x khác số 2 này thì mẫu x trừ 2 nó sẽ khác không? Vậy thôi, hiểu chưa nào? Đơn giản là thôi, người ta hỏi gì người ta làm đấy mà.
Rồi, ta đi sang phần tiếp theo. Đối với một phân thức ta có này, cái điều kiện để đây, nghĩa là cái nó tóm lại này này, b phần quy thì để cho nó xác định đó, xác định hoặc là xác định thì quy này phải khác không, nghĩa là cái mẫu á, cái mẫu đây này nó phải khác không, tóm lại là như vậy. Viết điều kiện để của biến để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định thì chúng ta sẽ cho cái mẫu này khác không, nghĩa là ở đây là x sẽ khác âm 4 này, cho thằng này khác không, vậy thôi. Cái thằng này là giải ra được, nhưng mà thằng này thì để đó không giải ra nha. Tính giá trị của biểu thức hoạt động chính này, tại đây thì chúng ta thế mà thôi, ta thế không. Như vậy thì chúng ta ghi là thay x bằng 2. Giờ điều kiện xác định trước em, tìm cái điều kiện xác định, điều kiện xác định của nó sẽ là x trừ 1 khác không, nên từ đây chúng ta suy ra x nó sẽ khác mấy, khác 1. Nên chúng ta số 2 này thỏa mãn này, thay x bằng 2 vào biểu thức. Ta được là gì? Nhưng mà chúng ta có là 2 cộng 2 chia 2 trừ 1. Như vậy đây bằng 4 chia 1 là kết quả đây là bằng 4 này. Được chưa? Ta gọi rồi, để đấy. Vậy có vậy đi ha. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy phần này vô. Rồi, ở đây chúng ta có ví dụ 8 em. Bài dài ghê dài luôn. Cho phân thức 4x với điều kiện của biến để giá trị phân thức xác định thì chúng ta sẽ lấy là x cộng y này phải khác gì, khác không. Tính giá trị của phân thức trên thì chúng ta thế vào đây để chúng ta kiểm tra xem thử là nó có khác không chưa đã. Nên chúng ta thế cho trừ 1 cộng 2 thì cái này sẽ bằng 1 thì cái này khác không, chứng tỏ này hai này thỏa mãn này. Thì cách làm chúng ta là như vậy, sau đó chúng ta thế vô ở đây này. Chúng ta thế vô là thì em ghi thỏa mãn cho nên thế vô đây. Viết điều kiện x để phân tích xác định chúng ta cho này khác không này, nghĩa là x bình phương trừ 1 thì khác không. Mà x trừ bình phương trừ 1 khác không thì suy ra x này nó sẽ khác cộng trừ 1 em nha. Tại vì sao? Tại vì thằng này nó ra được x trừ 1 nhân cho x cộng 1 khác không, nên ta có là x sẽ khác là cộng trừ 1. Rồi chứ nào, xem thử này. Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức để cho là đây, thì chúng ta rút gọn là dễ rồi. Rồi, điều kiện này em. Rồi, ở đây thầy sẽ làm cho em phần này nha. Liên tập 6, bài này quá dài. Dài cũng chịu thôi chứ giờ sao. Thầy cũng là người quay cho các em thôi. Cho phân thức này, câu A, viết điều kiện của x để giá trị phân thức được xác định. Như vậy thì cái điều kiện đó chính là gì? Đó chính là x bình phương cộng x này nó phải khác mấy, khác không. Câu B, tính giá trị của phân thức tại x bằng 10 và tại x bằng âm 1. Với x bằng 10 ta có, như vậy thì ở đây ta có 10 cộng 1 trên cho 10 bình phương cộng 10, đúng không, sẽ bằng 11. Ở đây 100 cộng đây là 110, đúng không. Chúng ta rút gọn ở đây trở thành là 1 phần 10. Vậy với x bằng 10 thì giá trị phân thức bằng 1 phần 10. Tương tự như vậy, x bằng âm 1, với x bằng âm 1 ta có, như vậy chúng ta thế vô đây, âm 1 cộng 1 trên âm 1 bình phương, nhớ đóng mở ngoặc nha, cộng đây cho âm 1. Cái này bằng 0, cái này bằng 0. Mà ở đây bằng 0 thì không thể nào không xác định được nha. Với x bằng âm 1
thì giá trị của phân thức không xác định, tại vì nó bằng không nên là chúng ta kết luận nó không xác định các em nha, nghĩa là nó không xác định được khi chúng ta tính bằng không. Ok chưa? Rồi, từ cái phần này chúng ta xem nhé. Về phần bài tập, thì trong đây nó có 6 bài em. Chắc thầy sẽ quay trong vòng 2 clip, 1, 2, 3, 1 clip, 4, 5, 6, 1 clip ha. Lời ăn lỗ chịu. Đó, chúng ta làm trước nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em. Ok, chúc em học tốt nha, bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của mình.